không khóc. Không khóc. Không có bất cứ việc gì em phải khóc cả. Mạnh mẽ lên em. Không việc gì phải khóc cả. Em hãy nghị lực như chính cuộc sống của em hiện giờ đó. Ha? Vâng. Không vấn đề gì hết. Em là một cô gái mà xứng đáng có được nhiều hơn như vậy. 37 năm trong cái cuộc sống này bạn đã sống rất là tốt vì cái việc đó. Và tính cách của bạn đã thể hiện được rất rõ việc đó. Bạn chỉ bị không kìm được cảm xúc của bạn ở ngay tại phút này ở trên sân khấu này thôi, vì cái sự do dự của nhà trai. Nên ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào chú Quyền Linh. Thoải mái lên nào. Mình là Đỗ Đức Nhân, 38 tuổi, hiện tại là đang ở Hà Nội. Làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh cà phê ạ. Dạ vâng. Ở đâu? Ở 323 Vĩnh Hưng ạ. À. Ở cũng ngoài Hà Nội luôn ạ. Từ Hà Nội mình bay vào đây tham gia chương trình hả? Dạ vâng ạ. Vâng. Mình sống ở Hà Nội với ai Nhân? Em sống với em trai, ba mẹ thì ở trong Vũng Tàu. Nhà em thì là bố mẹ ở Hà Nam. Thì hai anh em lên Hà Nội học và sinh sống tại ở Hà Nội. Và còn bố mẹ thì vào Vũng Tàu sinh sống. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Xin chào chị MC Ngọc Lan và xin em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em. Mình là Hà và mình năm nay 37 tuổi. Mình đang làm kế toán và hiện tại làm việc và sinh sống ở ngoài Hà Nội. Vậy là hai bạn cùng ở Hà Nội luôn đấy. Hy vọng là ngày mai mình sẽ về chung chuyến. Điều kiện quá tốt ạ. Nhân có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì cuộc sống là tự lập từ nhỏ. Nói chung là công việc thì mình sẽ hoạt bát và xử lý được tất cả những cái công việc. Nhưng mà hôm nay hơi hồi hộp đúng không? Dạ vâng, lên trên này nó gọi là cũng mất bình tĩnh. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là gọi là hơi nhút nhát và thứ hai nữa thì... Quá nhút nhát đó, thấy giờ dạ vâng. Vẫn đang rung đó. Vâng, đang rung. Bên đây người ta cười dữ lắm đó nha. Vâng. Ừ, nhà gái bên đây đang rất là mạnh dạn và tự tin. Giới thiệu liền, ưu điểm mình là gì? Dạ, em ưu điểm là hòa đồng và nói chung là thích nghi được với mọi môi trường, thân thiện với mọi người. Khuyết điểm là hơi nóng tính, hơi kỹ tính. Dạ, mệt rồi nha. Em có lo vấn đề đó không Nhân? Thực ra nóng tính hay là gì thì vẫn sửa được hết ạ. Đối phương mà nóng thì mình phải chịu nhịn đi ạ. Em có mấy mối tình rồi Nhân? Cũng có trải qua hai mối tình ở đại học. Đại học, mối tình mấy năm? Mỗi mối tình ở 2 năm. Thời gian mà học đại học thì mình cũng không, có nghĩa là cũng chỉ là yêu thôi, cũng chưa được xác định. Tại vì lúc đấy là mình công việc của mình cũng chưa đâu vào đâu cả. Chưa có sâu sắc lắm đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Rồi. Cái gái tình trường mình sao? Dạ thưa chị, là em trải qua hai mối tình. Thời mối tình thứ nhất thì đang đồng thời đi học nên là nó cũng trẻ con nít thôi ạ. Còn mối tình từ gần đây nhất thì bọn em do tìm hiểu không hợp nhau về tính cách. Rồi, chú Quyền Linh qua kìa. Rồi, chào nhà gái. Dạ, cháu. Mình ở ngoài đó mình đi vào thành phố Hồ Chí Minh này, mình mong muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Cháu năm nay cũng 37 tuổi nên là cháu nghĩ là mong muốn có một người là điềm đạm và biết chia sẻ cảm thông với hoàn cảnh của cháu. Điềm đạm, chia sẻ cảm thông được không? Dạ được ạ. Rồi còn mong muốn gì nữa không? Dạ hết rồi. Vậy thôi đó hả? Đơn giản. Có không thích điều gì ở đàn ông không? Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi không thích nhậu nhẹt. Uống nhẹ nhẹ được không? Uống nhẹ nhẹ được. Uống nhẹ nhẹ được. Chắc là Nhân không hút thuốc, uống rượu đâu hả? Thuốc thì thực ra là có biết hút. Rượu thì cũng gọi là cũng chỉ nhậu một chút. Nhưng mà nếu mà quá chén thì gọi là cũng về nhà đi ngủ luôn ạ. Rung. Hơi rung. Bây giờ mình mong muốn có người yêu như thế nào? Mong muốn một người bạn hoạt bát này, nói chung là chia sẻ những cái mà mình còn vướng mắc hay khó khăn, tất cả mọi thứ trong công việc để cùng nhau mà mình xây dựng cho một cái hạnh phúc ở một cái gia đình. Người ta nói là mình quen nhau mình sống thử với nhau đó, em có sống thử chưa? Dạ em đã có sống thử rồi ạ. Sống thử rồi hả? Dạ vâng. Có việc có con đấy thì là ở trong giai đoạn là sống thử và cũng gọi là tình yêu sẽ đánh đến với nhau, nhưng mà giờ khi mà mọi thứ mà mình bố mẹ cũng không đồng ý, mình lại khẳng định là cái việc là con ở với người đấy là nó sẽ thành công, thì đúng là đến giai đoạn mà
gọi là có tất cả mọi thứ thì người ta nó lại có sự thay đổi. Con em lớn chưa? Dạ con em 4 tuổi ạ. Con gái hay trai? Con gái ạ. Ở với ông bà nội ạ. Nếu mà sau này em lấy vợ á thì em có đón con em về ở cùng không? Trừ khi nó lớn lên thôi, chứ còn nó nhỏ này nó vẫn sẽ ở với ông với bà. Em nghe câu chuyện của chàng trai em thấy thế nào? Em thấy nó cũng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên là mình có hiểu và cảm thông chia sẻ được với bạn nam thôi. Mọi chuyện nó đều có thể xảy ra. Mọi chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vâng. Mình không tránh khỏi trong cuộc sống ha. Thí dụ giờ mình lấy một người đàn ông, họ có con rồi, mình về mình chăm sóc con như thế nào? Em nghĩ tất cả mọi cái đều tự nhiên. Nếu mà mình trao yêu thương cho bé thì bé chắc chắn sẽ yêu quý mình thôi. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây một mình đi ạ chị ạ. Bạn gái đi với ai cơ? Em đi với bạn thân của em ạ. Em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em thấy anh thì cũng chững chạc, nhìn cũng hợp với Hà. Hai người tự tìm hiểu nhau và nếu hiểu nhau thì có thể làm bạn với nhau. Bây giờ mình mở rào cho hai người nói chuyện đi. Hai người cũng lớn rồi ha. Dạ. Rồi. Mở rào. Đây mình có bó hoa tặng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Bạn gặp mình bạn có thấy run đâu? Thực sự cũng không bị run, nhưng mà có nghĩa là hôm nay lên trên này thì nó kiểu có thể là nó làm cái tâm lý của mình nó bị hồi hộp hơn. Thế à, bạn gặp mình bạn thấy mình thế nào? Cũng xinh đẹp trẻ trung. Cảm ơn bạn. Đấy. Bạn cho mình hỏi cái là nếu mà bởi vì mình cũng có hoàn cảnh của mình nên là mình ngày nhỏ hồi 5 tuổi ấy, mình có bị viêm não Nhật Bản và mình bị di chứng xuống chân ấy. Hiện tại thì cái đùi bên phải, tức là hai đùi của mình không bằng nhau, thì mình muốn tìm một bạn có thể thông cảm và chia sẻ với mình về cuộc sống sau này được không? Có nghĩa là chân bạn là đi không hay có nghĩa không đều đúng không? Đúng, mình không đều mà. Thực ra thì mình đang có một chút do dự thật sự. Đấy. Không sao, bạn cứ chia sẻ thẳng thôi. Bạn có gì bạn cứ hỏi mình. Mình đang chút do dự ở đây. Tớ đang hỏi mà. Nếu mà như này nếu có duyên thì mình cũng không, cái vấn đề đấy nó không có gì cả. Tính cách của mình thì cũng vui vẻ hòa đồng, nên là bạn cứ chia sẻ thẳng thắn những cái gì mà bạn cảm thấy, cảm giác, cảm nghĩ về mình. Có thể là cuộc sống sau này bạn như thế nào đấy, mình cũng có thể chia sẻ với bạn. Như thế thì cái con đường mà sau này bạn với mình đi cùng nhau ấy, có sự cảm thông thì sẽ đi được xa hơn. Chia sẻ xong rồi có chuyện gì cũng nói thì chắc có lẽ là bọn mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Đúng rồi, trong gia đình hay là trong mọi công việc thì mình cũng nên để chia sẻ cho nhau, hay là có việc gì thì mình cũng gọi là nói để mình hiểu. Hai nữa là bây giờ thì bạn chỉ có mỗi vấn đề đấy thôi đúng không? Đúng. Đâu phải cuộc sống đâu ai cũng muốn là mọi cái nó hoàn hảo hết đâu. Đâu cũng không phải có người thế này thế kia. Cho hỏi chút là cái viêm não Nhật Bản đấy là như kiểu là mình bẩm sinh hay là do như kiểu là bị sao? Mình không bị bẩm sinh, mình chỉ là bị virus, nhiễm virus thôi. Thời đấy là chưa có vaccine nên là mình bị nhiễm virus. Bạn còn hỏi gì về mình nữa không? Bạn còn thắc mắc gì về mình nữa không? Không, nhìn bạn thì không có gì để thắc mắc rồi. Nếu có duyên nhá, thì bạn với mình đến với nhau thì bạn thích sinh em bé không? Tất nhiên là mỗi tình hay là một cái gia đình muốn hạnh phúc thì bao giờ cũng phải cần có con cái. Nếu không có con cái thì nó cũng chỉ một thời gian nó rất chi là tẻ nhạt. Bạn có đặt nặng vấn đề sinh con trai con gái không? Không, mình không đặt nặng vấn đề đấy. Tớ nghĩ là nếu mà mình chia sẻ, mình cảm thấy mình nói chuyện có thể hiểu được nhau ấy, thì tớ với bạn cũng nên xem xong với nhau một cơ hội tìm hiểu kỹ hơn.
để xem mình có thể đi được đường dài hay không. Thì suy nghĩ của bạn thế nào? Không, bạn đã có ý kiến thì mình cũng ok rồi. Cuộc sống thì đâu phải ai cũng hoàn thiện đâu. Khiếm khuyết, sợ nhất là khiếm khuyết về mặt tâm hồn thôi. Tất cả chúng ta đến với nhau, anh nghĩ rằng là mỗi người sẽ có khuyến khuyết riêng của họ. Và những, chính những khuyến khuyết đó chúng ta đến với nhau để hoàn thiện hơn. Chúng ta không ai hoàn hảo cả. Có thể là về chúng ta có khiếm khuyết về tính cách, hoặc là chúng ta có khiếm khuyết về một cái vị trí nào đó trên cơ thể cụ thể. Chúng ta không khiếm khuyết về tâm hồn mà được rồi. À, em đang suy nghĩ điều gì? Hiện tại em không suy nghĩ. Anh rất hiểu em. Không khóc. Không khóc. Không có bất cứ việc gì em phải khóc cả. Mạnh mẽ lên em. Không việc gì phải khóc cả. Em hãy nghị lực như chính cuộc sống của em hiện giờ đó. Ha? Vâng. Không vấn đề gì hết. Em là một cô gái mà xứng đáng có được nhiều hơn như vậy. 37 năm trong cái cuộc sống này bạn đã sống rất là tốt vì cái việc đó, và tính cách của bạn đã thể hiện được rất rõ việc đó. Bạn chỉ bị không kìm được cảm xúc của bạn ở ngay tại phút này ở trên sân khấu này thôi, vì cái sự do dự của nhà trai. Cảm thấy đó là một cái điều làm tổn thương bạn. Cái sự do dự đó là một điều làm tổn thương bạn. Nhưng Lan rất là thông cảm cho nhà trai nha, chứ không phải là Lan khóc, Lan trách gì cả. Do dự đó là điều mà bạn cần phải có trong cái giây phút này. Chúng ta quyết định thôi. Hả? Dạ. Chúng ta không làm trái lương tâm của mình được. Hãy thích thì bấm, không thích thì đúng, dường nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Không. Không sao đâu bạn. Em là một người con gái mạnh mẽ. Không khóc. Nào. Chúc tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Đã giới thiệu về mình nào. Em xin kính chào quý vị khán giả. Chào hai MC, chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ, xin chào anh Nam bên cạnh ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thơm, em sinh năm 1995. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng của một công ty thực phẩm. Rồi ở Sài Gòn là em ở đâu? Dạ, em ở Thủ Đức ạ. Là em ở nhà ai? Dạ, em ở nhà của em. À, nhà em luôn hả? Trời giỏi quá vậy. Thơm ở một mình hay ở với ai? Dạ, em ở với em trai ạ. Còn em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lần đầu tiên em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em có cơ hội để quen với bạn gái. Anh tên là Nguyễn Victor Tiến. Kêu Victor hay kêu Tiến ta? Kêu Tiến chị Lan. Dạ, em chào anh Tiến. Em thì trên giấy tờ thì em sinh 71, nhưng mà thật ra thì em sinh 83. Cuộc đời nửa nạt nửa mỡ, nửa Việt Nam, nửa Mỹ. Bây giờ về Việt Nam đầu tư chắc có thể ở đây luôn. Em ở nước ngoài bao lâu rồi? Em ở cũng gần 21 năm. 21 năm? Dạ. Rồi bây giờ về Việt Nam? Dạ vâng. Ở đâu? Dạ, hiện bây giờ em ở quận 7, ở Phú Mỹ Hưng. Em ở với ai? Ở mình. Một mình hả? Dạ. Mình thuê nhà mình ở hay sao? Dạ vâng. À, tôi định về Việt Nam ở luôn. Chưa biết nữa, nếu như mà lập gia đình ở đây thì muốn ở đây cũng được, hay muốn về Mỹ ở cũng được. Em về Việt Nam lâu chưa? Em về đây được 3 tuần rồi. 3 tuần? Sao biết chương trình bạn muốn hẹn hò này? Thì cũng có coi ở bên Mỹ nhiều rồi. Cũng thấy cũng hay, với cũng tạo được điều kiện cho những người mà không có điều kiện để gặp những bạn gái mình muốn á. Rồi. Nhưng mà anh tính về Việt Nam là anh tính làm công việc gì ở bên này? Thì hiện bây giờ em đang kiếm đất để em mua, để em xây trại nuôi gà nông nghiệp đó anh. À, bây giờ anh Tiến đang giới thiệu về mình thì anh Tiến giới thiệu luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình luôn đi ạ. Ưu điểm của em á thì nếu như mà đã quyết định làm cái gì đó là phải làm cho nó xong mới ngủ được. Khuyết điểm á thì làm cái gì cũng làm lẹ lắm, không có suy nghĩ kỹ. Anh thử có nhiều lúc nó cũng thất bại, nhiều lúc nó cũng được này được nọ. Cứ bên Mỹ thì Tiến làm công việc gì bên đó?
Dạ, hồi trước em qua bển thì em làm kỹ sư về điện thoại rồi á, 8 năm. À. Rồi xong rồi nó cứ thất nghiệp hoài, cái cảm chán quá em đổi qua mua nhà cửa, rồi sửa lại bán, rồi về coi như là làm về bất động sản đó đúng không? Dạ, làm kỹ sư phần cứng hả? Dạ, em làm đi ở ngoài bắt mấy cái antenna cho điện thoại rồi. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe đi. Em là một người tính cách thì khá hiền, khá dễ tính và rất là chu đáo, biết nghĩ cho mọi người. Em còn biết lo nhà cửa cơ bản thì em biết nấu ăn rồi em cũng biết. Còn về điểm yếu của em thì em nói chuyện hơi nhỏ và em hơi ít nói. Lâu lâu về cái khả năng mà tự chăm sóc sức khỏe của bản thân thì cũng có nhiều cái nó chưa tốt cho lắm. Ví dụ cơ bản như là cái việc uống nước hàng ngày là em cũng nhiều khi nhớ thì em uống nước uống, còn không thì em ít uống nước. Tức là giờ mình mong có một người để mà có thể nhắc mình uống nước đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chị cài báo thức cho. Mình có thể nói chút xíu đường tình duyên của mình đó Tiến. Em có quen hai mối tình là chưa đi đâu hết. Cái đầu tiên á là quen giống như đi học high school á, học ở trong trường đó, nó quen cũng được 5 tháng 5, không thấy xong. Rồi mối tình thứ hai thì chia tay cũng gần 5 năm rồi. Lý do là cái bạn đó không có hợp với mẹ em lắm, không có chịu bỏ thời gian để coi như chăm sóc mẹ em á, tại mẹ em bị bệnh liệt nửa người á. Chia tay là bắt đầu lúc mẹ em chết rồi, bây giờ em mở dậy tới gần 5 năm rồi. Mẹ mất rồi, còn dạ. Ba thì mất lâu rồi. Còn gia đình bên đó anh em còn mấy người? Không còn ai á, chỉ còn mình em, bởi vì em mới về đây. Chỉ còn một mình em thôi. Dạ vâng. Trời thấy thương nhà, coi như mồ côi hết. Đó, hoàn cảnh của nhà trai tôi vậy đó, cũng chưa có gia đình gì hết nha. Dạ, nhà gái nghe rồi. Nhà trai tôi muốn nghe đường tình duyên đó. Đường tình duyên của em thì không trắc trở lắm, em trải qua được một mối tình. Tụi em quen nhau được 1 năm. Cái lý do chia tay là do chắc là mối tình đầu, cái việc yêu đương nó cũng không có nhiều cái trải nghiệm. Khi mà xảy ra cái mâu thuẫn gì đó thì tụi em chỉ biết im lặng và không có nói cho nhau và cũng không có tìm ra hướng giải quyết. Đến một ngày mà nó quá nhiều cái bức bách rồi á thì quyết định là chia tay. Thật ra cái này cũng không phải nói là về có kinh nghiệm xử lý hay không, mà là do thật sự là tụi em tình yêu nó chưa có lớn nhiều, cho nên là tụi em không có giải quyết được. Yêu chưa đủ thôi. Chào em gái. Dạ, chào chú. À, ở bên đây á, nhà trai hơi lớn hơn đó chút xíu tuổi. Dạ. Có 13 hả? Dạ. 12 thôi, đúng con giáp đi. Thấy được không? Dạ được ạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình có thể diễn tả có giống bên đây không? Em muốn tìm một người, thứ nhất về công việc, sự nghiệp phải có cái sự ổn định một chút. Công việc ổn định, bên đây tôi chưa đây nghe cái chưa. Ổn định hay không? Đúng rồi, bên đây là chưa, bên đó chưa thấy đây ổn định. Mình đang đi tìm đất mua để nuôi gà đúng không? Dạ. Mình định mua khoảng nhiêu đất? Bề ngang 15m, bề dài cỡ 100m. Ngang 15, dài 100m. Khá à nha. Ở khu vực nào? Khu vực nào? Thì chắc cơ lòng vòng về miền Tây hay Long An. Khỏi mua, về anh để đưa đất cho nuôi gà. Cho mượn đất nuôi gà, lâu lâu để gà nấu cháo được rồi. Được. Thấy không? Được, chuyện miền Tây là đất anh có, không lo. Nha. Đang trên đường là về đây lập nghiệp. Thì mua ngang 15 dài 100 là cũng khá rồi đó. Anh mới về Việt Nam nên là cái gạch đầu dòng đầu tiên thì mình có thể xem xét lại. Chăm trước được ha. Rồi, tới cái thứ hai nào. Thứ hai là em muốn một người chín chắn, có nghĩa là họ có nhiều cái trải nghiệm á. Trong một số trường hợp trong cuộc sống họ có thể dẫn dắt cho em, à cái này đúng hay là cái này sai, cái này phải như thế nào. Anh này dẫn dắt được, anh này có kinh nghiệm, có hơn mới từ nước ngoài về mà đi mua đất mua gà là ta có ý chí cầu tiến làm ăn. Tôi chấm cái đó rồi đó. Dạ. Cái gạch đầu dòng thứ ba, anh phải có cái sự cảm thông chia sẻ, ta phải có cái sự chia sẻ việc nhà với vợ. Hỏi lo em. Chỉ có em đẻ không được thôi, chứ bất cứ gì làm cũng được á. Thì mỗi người một tay vậy thôi. Thấy không? Chỉ có đẻ không được thôi. Cái cuối cùng thì quan trọng nhất là sống chân thành. Chân thành thì tự mình tìm hiểu nha. Tự tìm hiểu rồi. Cái mong muốn mà về ngoại hình như thế nào em có thể diễn tả cụ thể không? Để chị Lan qua, chị Lan coi cho. Ngoại hình sao, cao mập lùn gì đó. Dạ. Em muốn cao trên 1m7. Có. Trời, có không? Có. Rồi, hỏi kiểm tra ha. Hỏi. Ăn mặc chỉnh chu, tương tất. Chỉnh chu, mua không chỉnh chu. Cái này là phải qua coi. Tại vì kiều mà. Dạ, trời ơi. Cái mức không chỉnh chu như vậy. Dạ, quan trọng nhất là em chào anh. Khỏe mạnh. Hình nền được, khỏe mạnh để qua hỏi. Anh có khỏe không? Dạ, ok, cảm ơn chị. À, không. Em không có hỏi là how are you, okay. Mà em hỏi là sức khỏe anh có tốt không? Anh có khỏe mạnh để mà có thể bảo bọc được một cô gái không? Không đến nỗi lết. Người ta từ bên Mỹ về đây, ta ngồi vậy mà biết khỏe mạnh được, hỏi cái gì nữa. Làm khó nhà tôi không, hả? Không, cái đó hỏi là đúng rồi đó. Khỏe mạnh gì, vấn đề gì?
Thế mà anh về vấn đề gì? Dạ không, sức khỏe tốt là được để sống với em lâu dài. Đó, sức khỏe tốt để sống lâu dài thôi. Tốt chứ. Ảnh nói chung là về ngoại hình, về tướng tá là nhìn thấy cũng ngon lắm, ngon lành lắm. Em cũng đi tập gym mỗi ngày mà chị Lan. Đó, dạ đó, mỗi ngày đó. Ngon lành. Mỗi ngày tập mấy phút? Chắc cỡ 2 tiếng. Đó, đó, đó. Trời, ngon khỏe lành. Ru. Tự ngày tập 5 phút giống tôi. Có chuyện gì mà em không thích ở đàn ông không? Có, nhiều lắm. Gì? Nói luôn. Thứ nhất là ăn nhậu bê bết. Bên đây có nhậu bê bết không? Không chị, không có nhậu, không hút thuốc. Mình đó có ở con mình mà nhậu với ai? Đúng rồi. Đúng rồi. Không thích gì nữa. Nhiều quá thôi, chút mở rào hai bạn tự tìm hiểu nha. Bà Mai hỏi anh nè, anh mong muốn có bạn gái như thế nào? Bạn gái thì gọn gàng sạch sẽ, biết lo chị nhà, được rồi. Đừng có giống như gì đó, ôm điện thoại mỗi ngày lâu quá, để dành điện thoại cho hai người với nhau. Dành thời gian cho hai người với nhau. Vậy anh phải vui, ở nhà anh phải vui với người ta nha. Anh phải làm nhiều trò vui thì người ta thấy anh vui, người ta thấy cái điện thoại nó buồn hơn. Nếu mà anh buồn quá ta chơi điện thoại đó. Anh mà buồn quá là ta chơi điện thoại đó. Ok. Nói gì nữa? Cao 1m55 tới 1m60 đổ lại. Dạ. Thì nặng cũng cỡ 48 tới 53 đổ lại. Dạ. Không hút thuốc. Rồi uống rượu thì uống chút xíu cho xã giao, đừng có cầm 2-3 chai bia uống tùm lum tùm la. Có hết á. Cô bên kia là hơi xinh đó nha. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Giờ đồng chí Tiến đi với ai? Ủa mình đâu có ai. Dạ, thì bởi vậy mới nhờ khán giả là coi như người thân. Để tôi lo cho. Hay quá, thấy thường quá. Để tôi qua tôi hỏi nhà gái đi với ai nè. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ nay em đi với ba em, với cô em và Dượng. Ồ, con chào gia đình nhà gái ạ. Rồi, chào nhà gái. Trước là cảm ơn chương trình, sau là cảm ơn Quỳnh Linh, Hương Lan. Thì nói chung là chú thấy con thì cũng được, chứ mà chú hỏi bây giờ mà con về đây con có việc gì làm ổn định không, chứ còn em thì nó sống Sài Gòn rồi à, nếu mà em về em dưỡng chăn nuôi thì mỗi người mỗi ngã thì nó hơi khó. Chú thấy thì con cũng được, chú không chê cái gì. Chú mong hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu, được thì đến, không được thì cũng là bạn, cũng là điều tốt. Tại sao mình nghĩ ra mình nuôi gà? Trước khi mà em về Mỹ, về Việt Nam á, là em đã có chạy gà trước rồi à. Làm mướn người hết rồi em bán hết, bắt đầu em mới về đây. Thì em về đây thì cũng có một cái ông thầy Sáu, ông cũng giới thiệu vậy. Thì em cũng có đi nói chuyện với cái công ty chạy gà, thì em thấy là nó cái deal nó cũng good. Thì coi cái nào mà nếu như mà người yêu của mình thích cái gì thì mình làm theo cái đó thôi. Nếu như giả sử như bạn gái bên kia mà không thích làm chạy gà thì em có thể xây qua cái chuyện khác. Bây giờ Việt Nam cũng phát triển nhiều thứ để mình chọn lựa, hay là đầu tư bất động sản cũng được. Thì mua căn hộ cho anh ta mướn, mua đất xây nhà lên cho anh ta mướn. Nhưng mà giờ anh hỏi chút tế nhị chút xíu nha. Dạ. Vốn khoảng nhiêu? Thì nói thiệt với anh thì em đem về 20 tỷ mà em thấy gì đâu, không có xi nhê gì ở Sài Gòn hết. Thành thử ra mới nghĩ là về ở tỉnh là vậy đó. 20 tỷ hả? À, được rồi đó. Có vốn rồi. Tôi mua bán bất động sản cũng được, nuôi gà cũng được, mà nuôi vịt cũng được. Nếu cần tôi nuôi heo, tôi cho heo ăn chuối, tôi bán vô bầu đất cũng được. Dạ. Ổn định, có kinh tế khá khá. Nhà gái đừng có lo. Thật ra là cậu ở nước ngoài thì cậu cũng có nhiều cái cách để kinh doanh ha. Đó, nhà trai tôi show hàng cho nhà gái biết hết rồi đó. Thấy ổn không? Rất là cảm ơn ông Mai đã hỏi một cái vấn đề rất là tế nhị mà nãy giờ tôi không dám hỏi. Phải hỏi bởi vì á là ảnh ở đây con mình một rồi. Đúng rồi. Nhiều người ta nghĩ anh ảnh gọi là lang thang, không có nơi này, không có kinh tế ổn định, rồi muốn làm gì làm này kia. Mình hỏi cho nó rõ luôn. Đúng rồi. Ở đây thì em cũng có gia đình, giống như là cậu với dì vậy. Là có cậu gì đây luôn? Cậu gì đây, thành thử ra mới về đây. Bây giờ còn việc còn lại là để cho hai bạn trẻ gặp nhau. Đúng rồi. Tìm hiểu với nhau. Cô gái này có rất là nhiều câu hỏi ạ. Rồi vậy thì sao? Mở rào. Mở đi. Bắt đầu đi anh. Dạ, chào em. Tặng bóng. Dạ, yeah, con này. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn.
Hai người cảm nhận sao nè? Anh cứ nói trước đi ạ. Giống như nãy anh giới thiệu với em rồi đó, anh có cái mục tiêu là nếu như mà không quen thôi, nếu như mà anh đã quyết định thương yêu người đó, quen người đó là anh không bao giờ có cái sự thay đổi, chỉ có bên em thôi. Em cũng đến đây em cũng mong muốn là kiếm trong mình một người không chỉ để yêu và để còn để đi hết tới hết cuộc đời này nữa. Em hỏi anh là tại sao anh ở bên Mỹ mà lại quyết định lại về Việt Nam? Lý do là bây giờ anh không còn ai bên đó nữa, thì anh về đây dù sao nữa cũng có gì cậu bà con ở đây, có chuyện gì mà giống như bệnh hoạn hay gì đó thì cũng có người này qua người đó, hay là giả sử có chuyện gì cũng có người thắp nhang cho mình. Chưa chuyện gì lo thắp nhang rồi. Tại vì mình cũng lớn hơn em khá nhiều tuổi, mình cũng trải qua hai mối tình, em thấy người quen cũng rất là lâu. Tại sao mình lại tới bây giờ là mình vẫn còn độc thân à? Cái thứ nhất là anh lo việc nhiều quá, vừa việc làm là vừa phải về coi mẹ anh á. Là lúc 10 tuổi là mẹ anh đã bị liệt nửa người rồi. Anh thử ra anh nói là anh quyết định chừng nào mà mẹ anh qua đời anh mới lập gia đình thật sự. Cái tuổi em so với anh thì nó nhỏ hơn rất nhiều, nên là kinh nghiệm sống của em tất nhiên sẽ còn thua anh nhiều, nên là em cần phải học hỏi. Ngoài cái chuyện tìm hiểu yêu đương này kia thì em cũng phải học hỏi để cùng phát triển, để hai người cùng phát triển trong tương lai. Có nhiều lúc á, cái tuổi tác nó không có quan trọng em. Có nhiều người á, 40 tuổi nó vẫn con nít là con nít, 30 tuổi chững chạc là chững chạc. Anh lớn hơn em thì anh có thể anh dìu dắt những gì em không biết. Có nhiều lúc anh cũng phải học hỏi lại em nữa. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không ạ? Không, hiện bây giờ anh không có câu hỏi. Thì anh thích thẳng thẳng. Giả sử như em không thích gì em cứ nói thẳng anh, để anh biết anh sửa. Nhiều lúc mà em nói em để rừng cái chục chuyện rồi gom lại chuyện cái là khó sửa lắm. Bây giờ thôi hỏi luôn đi đó. Bây giờ anh vậy rồi anh muốn vợ liền đó. Em có đồng ý không? Ví dụ như mình tiến tới nhanh được không? Dạ. Mình sinh con liền được không? Hỏi đi. Cảm ơn anh Linh. Hiện tại nếu mà mình tìm hiểu thì em nghĩ chắc ít gì cũng khoảng 1 đến 2 năm. Trời ơi, lâu lắm. Em muốn để thời gian cho anh ổn định công việc. Đúng. Thì mới tính tới chuyện hôn nhân. 1-2 năm là hợp lý. Là tại vì ta up một cái dự án là nó cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Hai người tiến tới chút xíu đi. Bé này còn nhát chút. Đây. Nhìn hai người nhìn thẳng mắt nhau. Hai người nhìn thẳng mắt nhau đi. Tiếng thấy thơm thế nào nè? Thấy ok, chững chạc. Mặc dù nhỏ tuổi hơn anh mà thấy sự suy nghĩ em cũng chững chạc. Thì giả sử như có cái gì thì hai đứa mình học hỏi qua lại. Anh biết gì thì anh chỉ dẫn em, thì em biết gì em chỉ dẫn lại anh. Thơm thấy tiếng thì sao? Em thấy anh là đúng là một người có trải nghiệm đúng như em mong đợi. Yeah. Em với anh tới đây cũng là một cái duyên và cũng là sự cố gắng của hai người để tìm kiếm một cái cơ hội cho mình. Nếu mà suy nghĩ của anh và suy nghĩ của em nó ok thì mình có thể cho nhau một cơ hội. Dạ. Cảm ơn. Tiếng hát tặng thơm bài đi. Anh không có nhớ lời nhưng mà anh cầm tờ giấy anh tặng em nửa bản ha. Dạ dạ. Đó, có chiến lược đó, đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Trời đất ơi. Anh tặng em bản Gõ Cửa Trái Tim. Dạ. Gõ cửa trái tim vang em được vào, dù tình xót đau trong thân quyệt đào, ngủ vui với chim bao nòi niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hận hờ, ngò hồn tái tê năm canh thần thờ, nhà lòng mặc dây tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đợi chờ. Thì hay giống như ổng đang đọc diễn văn vậy đó. Không có thiếu thuộc bài hát nữa. Bà gái có hát tặng trai bài không? Em cũng sẽ hát tặng anh một bài, hay là em hát lại cái bài này luôn không? Hay là hát bài khác à? Được, bài khác đi. Dạ, em sẽ hát bài. Thôi thích gì anh đi ha, anh có sẵn rồi. Ông in nhiều bài lắm. Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mãi đây em lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên đường phút giây êm đềm,
chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Rồi, được rồi. Bây giờ sẽ là những giây phút hai bạn sẽ lắng lòng lại để nghĩ xem những gì chúng ta vừa trao đổi với nhau có phù hợp với chúng ta hay không. Những gì mà chúng ta giao lưu về mặt cảm xúc với nhau nó có phù hợp, nó có phải là cái cảm giác mà chúng ta đã đi tìm trong suốt thời gian vừa rồi hay không. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chính thức hai bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Mình nắm tay nhau đi. Nào, nói gì với bác đi. Dạ, cảm ơn bác cho con cơ hội để tìm hiểu với con gái bác. Con cũng mong nếu như mà được thì con sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Tại vì con cũng bây giờ cũng thấy hơi cô đơn tại mẹ mất rồi. Ở mình hoài cũng sợ nhiều lúc không có người cạo gió giùm. Nãy không lo, nữa không ai đốt nhang. Trời, lo không ai cạo gió. Mình lấy vợ là vì mình thương yêu nha. Đúng rồi. Chứ còn mấy cái đó mình có dịch vụ hết á. Tôi chỉ chỗ cho làm. Thì con hứa con sẽ không có để cho người vợ của con hay là người phụ nữ của con không được vui, không có muốn rơi nước mắt, lúc nào cũng có nụ cười trong gia đình hết. Rồi, chúc cho hai em hạnh phúc nha. Dạ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vinh. Chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn trai bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Hoàng Thị Hương Lan, em năm nay 29 tuổi. Em đến từ Quảng Trị. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Em đang làm ở một công ty giao nhận vận tải quốc tế ạ. Quảng Trị vận tải à? Dạ, Quảng Trị là huyện nào vậy em? Dạ, ở huyện Gio Linh ạ. À, anh vừa mới về đó đó. Dạ. Anh vừa mới về đó. À dạ. Nhà em ở gần cầu Hiền Lương á anh. À vậy hả? Dạ. Rồi. Bao lâu mới về một lần, hôm nay lũ có về không? Dạ em bình thường thì Tết em mới về nhà. Trời ơi. Hôm nay về cứu trợ đồng bào đi em. Dạ em cũng con vừa rồi cũng có kêu gọi mọi người giúp đỡ mọi người ở ngoài. Rồi. Nó chơi vui chứ mong lũ nó qua ha. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, anh chị Hồng Vân. Chào gia đình phía nhà gái cùng khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Đỗ Anh Tùng ạ. Em quê ở Khánh Hòa. Hôm nay em 31 tuổi và hiện là kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật của bên công nghệ thông tin ạ. Làm ở đâu Tùng? Dạ em làm ở quận Gò Vấp ạ. Quận Gò Vấp. Dạ. Tùng có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em là em tính tình của em rất là hiền và em thích thể thao. Nhưng mà cũng biết nấu ăn và cái sinh hoạt của em là em cũng là người rất là kỳ tính. Rượu bia thuốc lá thì có hút không? Dạ thuốc lá thì không có hút và rượu không uống, mà bia thì chỉ uống có vài chai cùng gia đình thôi ạ. Có cái tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em đó chính là em rất là nhát xem phim ma. Với lại cái tính của em thì không có hài hước cho lắm à. Đấy đó. Trời thích cưng quá vậy. Sợ trai ma mà nhát gái sợ ma nó, trời ơi chết rồi. Để coi bên đây người ta có sợ ma hay không nè. Dạ em chưa bao giờ có phim ma mà không dám coi ạ. Là không dám coi luôn nè Linh. Trời hai đứa sợ ma hết trời. Bây giờ mình nói luôn về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh thì em thấy mình là một người nói chung là giỏi nhiều cái. Giỏi ăn, giỏi ngủ. Làm việc thì cũng khá giỏi, đi chơi thì rất là giỏi. về tính cách thì em thấy mình là một người khá là cẩn thận, cầu toàn, sống có trách nhiệm, yêu thương mọi người. Em làm gì thì nói chung là em rất là có tâm và rất là làm hết sức hết mình. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì có lẽ chắc là em hơi nhát, với lại em hơi ngại trước đám đông. Dạ. Hai bạn đều nhát trong tình yêu hết trơn á. Đó. Rồi hai bạn đều sợ ma hết trơn á. Sợ ma lắm luôn. Cái này hợp á. Vậy là hai con người không bao giờ dám đi đâu ban đêm. Mà cũng không ai dám bỏ đi một mình hết trơn á. Linh coi như cái kịch ma của tôi lễ luôn á.
không ai thèm coi. Không vậy chứ khoái lắm. Thường mấy người sợ ma thích coi kịch ma, thích nghe kể chuyện ma. Đấy, lạ vậy đó. Rồi chứ bây giờ bạn gái cho chúng tôi biết là bạn đường tình duyên thế nào rồi. Dạ vâng, em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tình nào bắt vai hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Tại dạ. vì nhìn em rất là xinh. Mà không phải là xinh không mà có duyên nữa. Dạ. Thực sự cái giọng nói của em cũng rất là nhỏ nhẹ mà cuốn hút nữa. Dạ. Lý do gì mà lại chưa có tình yêu là sao? Em chắc em ngại, em nhát lắm chị. Dạ em ví dụ như em có thích ai thì em cũng dám nói gì hết á. Em thích ai xong rồi em cứ để trong lòng, em cũng không có dám nói. Xong rồi ví dụ như người kia cũng mình không biết là mình người ta đâu có biết mình thích đúng không? Dạ đúng rồi, kê hai bên không nói gì nhau hết, kê cuối cùng không có gì hết trơn luôn. Em sợ ma. Em sợ ma thì được, nhưng tình yêu đâu phải là con ma đâu mà sợ nó. Đúng không? Còn bạn trai. Dạ nói chung là chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Trời, nhát nhát thì cũng hai mối rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Chào em. Dạ. Dạ nói chung là mối tình của em thì cũng tìm hiểu nhau thì cũng tầm 1-2 năm gì đó. Nhưng mà đến khi mà gặp đến vấn đề hôn nhân thì không có hợp nên là thôi. Và mà mối tình nào cũng vậy hết hả? Dạ mối tình đầu của em thì lúc đó thì em còn trẻ, cái sự nghiệp của em cũng chưa có vững chắc. Nên là đến khi mà nói về đến chính trị hôn nhân thì lúc em muốn hỏi thêm một thời gian nữa để tính tốt hơn thì bạn ấy không có cái đợi được. Và sau con gái tao kêu đợi sẽ được, tao chỉ có thời thanh xuân thôi. Dạ, vâng. Không thể nên bắt con gái đợi, mình là người phải đợi thôi. Dạ. Bây giờ đủ điều kiện để lấy vợ chưa? Dạ đủ hết rồi ạ. Giờ có đủ hết rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ có em ở nhà là ở nhà mình hay là ở nhà mướn hay là ở nhà mình mua? Dạ hiện tại em đang ở đây và cũng tính làm việc ở trong này luôn ạ. Thì trong tuần thì em ở dưới Tô Ký là làm gần chung với lại cho chỗ làm cho nó gần. Thì cuối tuần thì em xuống Vinhome ở. Vinhome là nhà của mình đúng không? Dạ vâng. Đó giờ là có nhà để mà sẵn sàng rước nàng về Vinh rồi đúng không nè? Dạ đúng rồi. Tại chị tức quá chị muốn hỏi con bé này sao em biết chương trình này để em đăng ký. Ai đăng ký cho em? Dạ. Hay là em tự đăng ký? Em từng đăng ký nhưng mà tại vì cả nhà hội quá cho nên là phải lắm liều. Nhưng mà kỳ này chị sẽ chúc em là em sẽ tìm được cái một nửa của mình. Dạ, rồi bé nó xinh xắn duyên dáng vậy đó mà nhút nhát mà. Không có dám nói với ai biết hết trơn. Trai nói cho bà mò biết mình muốn tìm có yêu bây thương giờ như thế nào. Cô vợ có cái điều kiện của em là như thế nào em nói chị nghe coi. Dạ thì... tưởng tượng trong đầu em là cô vợ em phải như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là dễ thương lắm. Hiền. Đảm đang. Rất là thương em. Thương em hả? Duyên dáng đúng không? Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì cũng không có đòi hỏi gì sâu sắc lắm mà. Chủ yếu là tính cách là người tâm lý hiểu chuyện và cũng không có nóng tính lắm. Tại vì tính em rất là hiền. Với lại cũng biết nấu ăn. Em tưởng tượng cái bạn bên đây á, có bao nhiêu phần trăm trong suy nghĩ của em? Dạ, chắc không được 70%. 70 hả? Dạ. Chứ chị thấy là tới 80 tám mấy lần á. Để hôm qua tôi coi 80 mấy 90%. Cưng quá trời. Dạ, đó, vậy gái. Mà nhát rồi nhát, không có dám luôn chưa có tình yêu nào luôn hết trời. Bên đây cũng đâu có mối tình nào đâu. Ai mối tình? Ông nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói chơi thôi mà. Mối mang gì mà giả dối vậy? Nói chơi thôi. Hai mối mà cũng sơ qua thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình không thích đàn ông gì? Em thích đàn ông hơi gia trưởng rồi vũ phu rồi nhậu nhẹt bê tha. Bên đây mà gia trưởng đây gia phó không à? Rồi bạn trai không có lý tưởng trong cuộc sống, không có, nói chung là cứ này đấy cứ sống biết được ngày biết hôm nay không thôi. Biết ngày mai. Dạ. Có lý tưởng không? Dạ có à. Có người ta mới có nhà riêng rồi. Ta làm ăn ngon lành đến lý tưởng vậy ta mới có nhà chứ. Mình có nhà riêng chưa? Dạ nhà chưa phải không? Dạ. Rồi ở nhà chung vậy đi rồi. Ở nhà chung. Dạ đời anh bên kia góp chung ạ. Đúng anh rồi. Có rồi anh không cần góp. Không cần em góp. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Thứ nhất là em, tại vì em cũng không có được cao lắm cho nên em thích một người cao chắc khoảng tầm 1m7 lên. Để
cải thiện nó giống ạ. Cải thiện nó giống. Đó cũng là một cái ước mơ đúng mà. Thì từ từ đúng không? Cũng cao đúng thôi. Mà ông làm gì mà ông tự nhiên ông chuyển sắc mặt giống nói tôi nghe. Mai mối gì mà lạ vậy? Cao cũng mét mấy không? Dạ em cao 1m65 à. Đó. Được. 1m65. Từ từ cũng cao thôi. Đây 1m65 đây. Ừ. Dạ. Ngon lành. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe rồi, còn gì nữa không? Dạ gần em sống biết tự lập, biết có trách nhiệm với gia đình. Sống yêu thương mọi người và biết quan tâm chăm sóc em. Có hết. Dạ. Về em yêu thích thể thao, rồi biết chu toàn cho công việc ấy, gì tại vì em thực ra em cũng không có được giỏi lắm. Nếu mà dạ. Những người đàn ông nào có những tiêu chí em đưa ra là người đàn ông hoàn hảo rồi đó. Dạ em tự thấy em được bao nhiêu phần trăm? Dạ em cũng được 60% rồi. 60%. Vậy là khiêm tốn đúng không? Dạ. Em hơi khiêm tốn. Thôi được rồi. Rồi bây giờ này. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Người thân đi. Bạn gái thì dài à? Ờ, dạ em đi với có dì ruột của em ạ, chị họ rồi hai bạn thân của em ạ. Rồi chào dì. Dạ. Chào cả nhà bên nhà gái. Dì ruột à? Dạ dì ruột rồi bạn thân từ hồi cấp 3 tới giờ của em ạ. Ờ. Dì dạ. Như mẹ rồi. Dạ. Dì nói đi dì. Thấy hai đứa nó hợp không dì? Chào em chị Quỳnh Linh và chị Phong Vinh. Dạ. Là chào bên nhà trai và toàn thể trong trường quay. Là bé Lan là một đứa cháu là ngoan ngoan hiền, là có như giỏi giang đảm đang, phải có hiểu về cha về mẹ. Giờ thì gì thấy là cháu trai bên này thì cũng được hiền lên, cháu cố gắng, hai cháu là cố gắng là bấm nút tìm để xây dựng với nhau cho tốt. Gì gì tự nhiên thấy cái bạn này á là giống gì á, cái khuôn mặt á ngộ ghê á, giống gì á. Bé này lại không giống gì á ha. Linh có thấy vậy không? Không thấy, chưa thấy. Ông á thì ông tôi bên đây ông sao á thiệt luôn á. Rồi trai thì ai? Dạ hôm nay em đi với lại mẹ chị. À có mẹ. À có mẹ để rồi. Mẹ nhận xét. Có hai bên gia đình cũng được rồi ha. Để hai bên góp ý đi coi. Đó, bên dì bên mẹ. Mẹ nhận xét đi mẹ. Xem có giống như bà mối không? Anh Hằng Linh với lại cô con nhà trai. Với bên họ gái tất cả các người có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Đỗ Anh Tùng. Gốc thì ở Nha Trang. Nhưng mà hôm qua giờ là nghe con nó nói là con có cái sự hò hẹn thì con tấp 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 qua vô đây. Ồ vậy cũng đó. Mừng lắm tại vì nó không có biết yêu đương gì đâu hết trơn á. Nó cứ giỡn giỡn không à. Rồi công việc cũng chưa ổn định từ vô đó thành ra nó cứ cho qua hết. Rồi hôm nay thì nghe nó thôi má con đi hẹn hò đi. Chứ bây giờ con cũng quá lứa rồi. Rồi xong chưa có cái mối tình nào vắt vai mà cho nó chuẩn hết á. Nhưng mà con cũng thích cái những người mà biết... vui vẻ, biết tự lập, biết sống số, biết lớn, biết nhỏ, như là kính trên nhường dưới. Đó là cái yêu cầu của nó thôi, cũng không có gì còn vấn đề. Công việc thì nó tục tạm ổn. Rồi bây giờ nó vô, nó lập nghiệp, nó ở, nó làm trong công ty của anh. Anh ở chỗ nãy nó giới thiệu đó. Thì trong chương trình này thì nó thật ra thì tôi cũng rất là thích. Vì nhiều khi đi theo dõi trên TV, thấy con mình nó ít quá, nó không biết... hẹn hò gì cho nó sâu đậm. Mà theo dõi rồi thì thấy nó có tự đăng ký như thế nào đó rồi. Hay là cái thời gian nào đó nó mới thích nghi thì nó mới đăng ký, nó mới kêu mẹ vô đây. Thì bây giờ cũng cảm ơn chương trình và cũng động viên cho nó. Thì mai mối cho nó mà trong ước nguyện thì thấy cái chương trình nó rất là hấp dẫn, rất là vui. Thì ban tổ chức cũng như tất cả được ngày hôm nay là tôi rất là mừng. Và cũng xin... lần đầu tiên nhất gặp cháu thì với lại họ gái thì cũng rất là vui. Thì nếu được thì cũng sẵn sàng coi như là ủng hộ hết mình. Không có một lý do gì từ chối tại vì mới nhìn là cũng thấy mến rồi. Mến không mẹ? Mẹ thấy giống mến quá mến. Thì vấn đề thì hai đứa cũng nên là mở lòng cho nhau. Yeah. Để mà đi đến vấn đề như vậy là cũng vừa rồi đó. Xin cảm ơn chương trình. Rồi. Cảm ơn nhà trai nhà gái ha. Rồi. Rồi bây giờ mở rào mở ra nha. Mở ra. Okay. Mở rào. Cười liền à, cười liền à. Bắt đầu đi Tùng. Hôm
nay đứng lên, đứng lên cơ. Gặp em thì anh cũng có muốn về lại bông hoa đã tặng em. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Em cũng cảm ơn quà tặng anh ạ. Dạ. Mở ra cưng Tùng. Dạ. Đây là một cuốn sách của một vị bác sĩ mà em rất là yêu thích ạ. Trong quyển sách này thì kể về những câu chuyện rất là đời thường của anh á. Thì dù ở ngoài cuộc sống có bao nhiêu bồn bề hoặc là có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa, thì có một nơi rất là ấm áp và là bình yên ạ, rất là yêu thương, đó là nhà. Cuốn sách tên là Nhà luôn ạ. Anh cũng thích đọc sách lắm không? Dạ, em hy vọng là anh sẽ thích ạ. Hôm nay thì anh cũng có tặng bông cho em, nhưng mà lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em còn đẹp hơn bông anh tặng. Trời ơi, trời ơi, mẹ hết hồn chưa mẹ? Em còn xuất sắc hơn bông anh tặng nữa. Rồi đi về ghế ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau cái nào. Bạn gái là thích đọc sách đúng không? Dạ, em cũng rất là thích đọc sách và đọc sách tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình nhé. Mày có thể làm thơ, đọc thơ rồi được không? Em cái này là thơ thả thính của một tác giả thì em không có biết, nhưng mà em hôm nay em xin đọc với mọi người để tham gia chương trình cho vui ạ. Thơ của ai nào? Dạ thơ em quên tên rồi. Nhưng mà thơ này là thơ của em làm hay là dạ thơ? Không, thơ của trên mạng á. Dạ. Nhưng mà tại vì em sợ em hơi run cho nên thôi cho em xin em xin cầm giấy em đọc ạ. tại vì thực ra cái bài thơ này là bài thơ thả thính, em cũng chuẩn bị mấy tháng rồi, giờ nó qua cái tháng của trong cái bài thơ này rồi ạ. Tháng 8 rồi, em đã sẵn sàng chưa? Trẻ che chở em suốt chuỗi ngày giông tố, nhà hôn em giữa trốn đông người trên phố, và cũng cuồng mỗi khi thấy em đau. Tháng 8 về đi rồi cũng thật mau, ở bên em mình cùng nhau níu giữ, yêu thôi mà có gì không dám thử, tháng 8 rồi mình hẹn hò đi em. Bài thơ thả thính á. Nhưng mà nhà gái thật quá, có gì đâu mà phải nói thơ, nó qua rồi. Mình nói là tháng 10 rồi thả thính đi anh, cũng có sao đâu đúng không? Thậm chí là tháng 11 rồi thả thính đi anh. Đúng rồi. Ngược luôn. Có gì đâu, tháng 8 nó qua rồi, tháng 11 rồi thả thính đi đúng anh đó. Rồi bạn trai có gì đáp lại không nè? Dạ em thấy bài thơ rất là hay và ấm áp à. Đến đây thì em thì có năng khiếu là hát thôi ạ, thì em cũng xin đáp lại một đoạn hát. Bởi vì hát cho bạn gái nghe kìa. Dạ vâng. Nhìn qua bạn gái kìa. Em cũng từ lâu thì anh cũng đã từng ước mơ rằng sẽ đến một ngày được kết tóc sẽ duyên, cấp cân nên vợ nên chồng. Đó là ước mơ của anh, thì hôm nay cũng xin hát một bài nói về ước mơ đó. Dạ. Bài hát nó không chỉ là mơ của ca sĩ Thanh Đình Tùng đã từng biểu diễn. Nếu không chỉ là mơ xin hãy thôi mong chờ, ngày anh hôn chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tìm đến như mơ, tình quá bất ngờ, tình như anh mày trôi về đâu ai có hay. Nếu đã thuộc về nhau xin hãy thôi âu sầu, và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tìm đến như mơ, tình trong nhung nhớ. Ngày nào em lên tiếng yêu, em sẽ xin hơn nhiều thứ tha yêu kiều. Thôi cho qua đi. Được rồi đó. Bây giờ vô vấn đề hẹn hò đi. Hỏi coi em thích sở thích gì đó, hẹn hò sao. Hẹn luôn đi. Không biết là em có thích tập gym giống như anh không ạ? Dạ em cũng rất thích thể thao. Em chơi cũng khá khá nhiều môn ạ. Em tập aerobic, rồi tập đi bộ, rồi leo núi, rồi tập yoga. Nhà em tập học nhảy học đồ nha. Nói chung là em thích nhiều hơn anh rồi đó. Anh là tập gym thì trong cái bộ môn gym thì nó rất là nhiều động tác cũng như là nhiều bộ phận trên cơ thể phải tập. Yeah. Nhưng mà cái tập yoga của em cũng là rất là tốt cho sức khỏe. Một điều anh hỏi nữa là anh ở bên đạo thì không biết là em có đồng ý theo đạo cùng anh hay không? Hay vậy ha. Dạ, thực ra thì em cũng nói chung là nếu mà tình yêu đủ lớn thì cái gì em cũng sẽ theo luôn ạ. Dạ. Quá tốt rồi. Rồi bây giờ là mình hỏi tiếp đi em, hỏi coi là bây giờ nếu mình
Đồng ý thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới? À, nếu như mà anh với em có tình cảm sau một thời gian tìm hiểu mà có tình cảm có thể tiến xa với nhau thì không biết khi nào em đồng ý để đám cưới với anh ạ. Dạ, em thì chắc em nghĩ là tùy theo tình cảm của hai đứa thôi. Ví dụ như là hai người hiểu nhau tới đâu, mình đã mong muốn lập gia đình hay chưa, thì có nghĩa là mình phải có một cái suy nghĩ là chín chắn và trưởng thành khi mà lập hôn nhân, chứ không phải là cứ mình vội vàng hay là bị người này hội quá người kia hội quá. Em mong muốn là giống như là hai đứa chủ động là tìm hiểu nhau với lại tìm hiểu dạ nói như là mình cảm thấy là giống như là đã đến lúc hai đứa đã hiểu nhau rồi. Em có câu hỏi gì với anh không? Dạ em ha. Một bạn gái của em thì sao anh? Sao ạ? Một bạn gái mà anh thích hoặc là không thích là như thế nào anh ha? Lúc nãy anh cũng nói rồi, thì đi về cái vóc dáng thì anh cũng không có quan trọng vấn đề vóc dáng. Yeah. Chiều cao thì anh thấy em là cũng là cân xứng với anh rồi. Sắc đẹp thì anh thấy em rất là dễ thương, nên là và cái cách giới thiệu em thì em cũng là một người đảm đang, yêu thương gia đình, và về trong công việc thì em cũng làm việc rất là tích cực và cũng cố gắng trong công việc, thì anh thấy em rất là hợp với anh. Anh cũng có sở thích là yêu thương gia đình. Yeah. Và cũng như là trong công việc thì anh cũng là người làm việc cũng hết mình và cũng có trách nhiệm. Yeah. Rồi hỏi nhau về việc quan tâm về kinh tế gia đình đó, ai giữ tiền rồi con cái ra sao, mình trao đổi quan điểm với nhau đi. Ý em sao anh? Nếu như mà lập gia đình đó, thì vấn đề tài chính thì anh cũng không có quan trọng vấn đề là ai giữ tiền. Yeah. Ví dụ như em có thể giữ tiền tốt hơn anh thì anh sẽ sẵn sàng làm đầu tháng của tháng gửi tiền hết cho em, anh khi nào mà anh hết tiền anh cứ xin em thôi. Thôi em cũng thích như vậy, lúc đầu em giữ tiền cũng không có được tốt á, mà em muốn là người đàn ông cũng chủ động về tài chính hơn á, thì em nói chung là cứ một tháng em đưa em như nhiêu đó để mà trang trải cuộc sống thôi. Còn mình cũng cần phải chủ động hơn trong công việc, trong cuộc sống, thì tất nhiên là cái phần tài chính thì mình nắm giữ thì phải tốt hơn ạ. Trời ok liền em. Thì lâu lắm mới gặp người này đó. Nói thiệt với em, ít người phụ nữ nào mà trả okay lời luôn như vậy trời. Luôn anh chỉ cần đưa cái tiền để trang trải thôi, còn tiền dư là anh cứ giữ để anh xoay sở anh mừng ăn công chuyện. Quá trời đất luôn. Lâu lắm mới gặp người này em. Lâu lắm luôn á. Rồi bây giờ em hãy nói một cái lời nào đó bước tới bạn gái, cầm giùm cho sao mà rung một lời nào đó tận đáy lòng của mình, tim mình đập thế nào, mình suy nghĩ ra sao ha, nói những cái suy nghĩ thật mà mình nói đi, nhìn bạn gái nói đi em. Đứng lên nắm tay bạn gái đi, nó rung lắm rồi nè. Tùy em cảm xúc thế nào cứ làm theo con tim đi. Bạn gái tay rung lắm rồi đó, không phải bắt tay, cầm hai tay luôn, cầm hai tay bóp chặt lại nắn nót gì đó. Từ lúc mà ngồi ở phía sau và bắt đầu chương trình thì anh cũng không biết rằng em như thế nào, và đến khi mà màn sân khấu được vén lên thì anh cảm thấy là rất là bất ngờ. Yeah. Bởi vì anh không nghĩ rằng là em lại xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Trời. Nên là anh cảm thấy là rất là may mắn khi được gặp được em. Và anh cũng hy vọng rằng sau cái chương trình này anh với em có thể là tiến xa nhau hơn và có thể tiến đến gia đình một mái ấm mà anh hằng mong ước. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Em cũng hy vọng như vậy à, là dạ. Đủ rồi. Trời ơi, trả về ghế đi. Tròn trìa đầy đủ rồi. Rồi, thôi, được. Ngồi xuống đi, bấm nút thôi. Được rồi đó. Nút nào để tay vào nút bấm cho các bạn. Đi vòng cái theo đây. Bên tay trái. Ngồi sâu vô xíu. Đó, đúng rồi. Hãy bấm theo nhịp đập con tim của mình. Hãy bấm đúng với trách nhiệm con tim của mình. Hãy bấm đúng với suy nghĩ của mình. Hãy bấm bằng trái tim của mình nha. Một, ba, hai, ba. Đó, hai cái cạch cạch nó bằng nhau luôn á. Lên. Đứng lên đây. Nào, nắm tay nhau. Chính thức chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau. Hãy nói gì với gia đình của nhà gái đi. Dạ, hôm nay đến với chương trình thì con cũng xin cảm ơn cô để
đến chương trình và cũng như là chấp nhận đồng ý cho con được tìm hiểu về phía Lan đây, thì con cũng không biết nói gì hơn, con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Con nói gì với em, nói gì với mẹ đi. Dạ, thật ra thì con rất là mong muốn tìm kiếm được một người người bạn đồng hành, một người mà rất là yêu thương con và hết lòng chăm sóc cho con. Thì con hy vọng anh bên này sẽ là người đó ạ. Hứa với cô gì không? Nếu mà hai đứa đến với nhau thì con sẽ như thế nào? Em sẽ như thế nào với cô? Dạ thì theo em nghĩ thì những cái gì mà xuất phát từ con tim thì mình sẽ làm bằng con tim được ạ. Dạ. Thì đó, nói với cô đi. Con sẽ thương cô bằng cả trái tim của con. Dạ thì tại vì nếu mà những cái gì mà xuất phát từ con tim thì con sẽ làm hết mình và là sống tròn vì nó ạ. Nên là nếu mà anh yêu thương con thì con cũng sẽ hết mình vì anh và vì mọi người trong gia đình ạ. Hay lắm. Rồi, nào quà của hai bạn đâu? Chưa, còn cái hung nữa. À. Cho nhỏ hung chứ để tội. Đây. Rồi nè, nè Tùng nè, nè đó. Xin phép gì? Dạ, hôm nay lần đầu tiên con tới gặp em Lan đây thì cũng xin phép qua nha. Cô cho con được hôn em một cái. Rồi, đó, không đi. Gàng thiệt.